Chào mọi người, David lại cùng với mọi người phân tích một số các cái thông tin về Bitcoin thời gian vừa qua, và cũng như chúng ta đã chờ đợi và những cái câu nói khẳng định là giá là sự nhắc lại của quá khứ, không có cái gì lên mãi và không có cái gì xuống mãi. Cái việc tồn tại của thị trường crypto được xem như là một cái tính cố hữu, do vậy người ta chỉ sợ là crypto biến mất khỏi không gian này, mà người ta không bao giờ sợ cái việc nếu nó còn tồn tại thì chắc chắn giá sẽ còn đi lên. Ngày hôm nay David phân tích một cái bài tổng quan về Bitcoin, về Ether cũng như là một số các cái cặp coin khác, để chúng ta có một cái cách nhìn nhận vì sao thị trường còn có thể tiếp tục. Và chúng ta sẽ nhắc lại những cái cơn sóng, người ta gọi là sóng sau sẽ to hơn sóng trước. Những con sóng để tạo lên giá trị của đồng tiền thì sóng sau bao giờ cũng mạnh và hút được nhiều tiền hơn, và có thể nhà đầu tư còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa của cái sóng trước đây. Và ngược lại, nhà đầu tư có thể mất rất nhiều tiền, mất còn nhiều hơn trước đây nữa, để mà chúng ta biết được thị trường tài chính nó khốc liệt cũng như là thú vị như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét cái bảng tổng sắp của CoinMarketCap với những cái thông tin mà chúng ta cảm thấy thú vị trong thời gian vừa qua, cũng như là xu hướng mới của cái thị trường lúc này, và người ta đang nhìn gì và người ta nghĩ gì, và thị trường Việt Nam cũng như thị trường Trung Quốc cũng như là thế giới họ đang làm điều gì để chúng ta có thể xem xét. Cũng như đợt tới chúng ta bắt đầu bước vào một cái cuộc chơi mới, nó giống như là một cái cuộc chơi của tài chính dựa trên cái quan điểm mà cùng hút các nhà đầu tư dựa theo xu hướng, người ta gọi là trend, người ta gọi là cơn sóng cuốn đi, và chúng ta bất kỳ một thành viên nào chúng ta cũng có thể nhìn nhận và chúng ta có thể phát triển được nó. Bitcoin thì hiện tại đã lên đến 9.148 sau khi ngày hôm qua nó vượt lên 9.400, và rất nhiều người nói với tôi rằng là gì ạ, thầy ơi, tại sao lại sự kiên nhẫn lại có thể giúp cho chúng ta có được cái nhìn tốt nhất về thị trường. Volume trong 24 giờ qua cũng ghi nhận những cái con mà trên 100 triệu đô, và sự ngấp nghé của Bitom, Cosmos 6 đô, BitTorrent 103 triệu trong 24 giờ với giá rất là thấp là 0.0014. Và sự xuất hiện của Chainlink, Ontology, OnSigo và Cardano, rất nhiều Monero, và bây giờ chúng ta nhìn thấy chúng ta vẫn tập trung vào US với 7.8, và tiến tới chúng ta có thể kỳ vọng ở chấm giá là 20 đô đối với US, sự nhắc lại của quá khứ. XRP có thể cho 1.5 đô sớm đây thôi. Litecoin kỳ vọng là 236 đô mà tôi sẽ phân tích tới đây. Ether 700 đô chúng ta có thể nhắc lại hay không ạ? Và Bitcoin chắc chắn là gì ạ? Trên 30.000 đô là điều mà chúng ta có thể nhìn thấy. Và khi bây giờ nó phi đến một nửa của giá và chúng ta có sự lạc quan, và bây giờ thị trường ngót nghét là 284 tỷ sắp sửa vượt lên cái mốc 300 tỷ, liệu nó còn có một đợt điều chỉnh nào hay không, và 9.000 liệu có xuống 3.000 hay 4.000 hay không, thì chúng ta sẽ tiếp tục đi theo các cái con sóng. Lúc này giá của crypto cũng như là vốn hóa 284 tỷ và chúng ta đón chờ những cái tỷ lệ 57.1 khiến cho Bitcoin còn tăng lên nữa. Chúng ta xem xét ở mục ranking với cái xu thế của recently added, rồi rất nhiều các cái top token, và lát nữa tôi sẽ phân tích nhiều về cái xu hướng trong thời gian tới. Chúng ta nhìn nhận ở recently added với những cái coin mới lên sàn chủ yếu là dạng token, và hình như là thời thế để chuyển sang token. Hiện tại tôi đang phân tích trên thế giới và thị trường Trung Quốc có 78 những cái coin dạng token mà huy động vốn. Chúng ta nhớ lại cái thời kỳ Bitconnect, bất kể giá Bitcoin là bao nhiêu, người ta đều mua Bitcoin vào để nạp vào các gói của những cái thị trường MLM, thị trường kinh doanh theo mạng, thị trường hút vốn, thị trường theo cái mô hình đa cấp mà người ta hay nói. Và lúc đó khi người ta được trả lợi nhuận cao thì Bitcoin 3.000 người ta cũng mua vào để nạp vào gói đó, hay là 15.000 người ta vẫn phải mua vào để nạp vào gói đó. Người ta nói rằng quy ra cái giá của Bitcoin để nạp vào, và nay thị trường bắt đầu tiếp tục lại nhắc theo một cái con đường cũ. Chúng ta nhớ lại ngày xưa, đó là các sàn về Ether, các sàn về trade của Ether,
thì lập tức bây giờ chúng ta xem xét được các cái mô hình sớm ở đây, đó là mô hình về token. Các token đang tăng giá từ 0.1 cho đến 15 đô, 150 đô rất là khủng khiếp. Do vậy thị trường với những cái vốn hóa rất khủng khiếp như thế này, ví dụ 2 triệu đô trong vòng 5 ngày STP nó là một dạng token, 2069 triệu đô, 3 triệu đô và đặc biệt là 18 triệu đô ON nó cũng là một cái dạng token. Và người ta thường nhìn thấy rằng là gì ạ? Các cái dạng token RSR là cái dạng token để mà phát triển thị trường, phát triển hệ thống. Người ta tính ra rằng gì ạ? Cả ở Việt Nam cũng như là một số các nước châu Á, đặc biệt Malaysia cũng như là Trung Quốc, có rất nhiều các cái token bắt đầu người ta hút vốn, huy động vốn, khởi tạo các cái máy chạy đào Ether cũng như là các sàn giao dịch margin để tạo ra những cái token mà người ta có thể trả lãi lên đến 1% cho đến 2% một ngày. Chưa kể những cái gói 1 đến 6% trên tháng rất nhiều và cực kỳ nhiều. Nói như vậy để chúng ta quay trở lại những cái xu hướng của Bitcoin lúc này. Kể cả Ether xuống giá thấp hay là cao đi nữa thì người ta có một cái cuộc chơi thì lập tức người ta sẽ nộp vào cái gói đó để người ta tham gia nhận lãi, vốn là một cái mô hình đầu tư dựa trên cái tâm lý đám đông. Do vậy nó sẽ kích hoạt Ether tăng giá. Một số cho rằng là Ether và Bitcoin thời gian vừa qua tăng giá cũng là một phần vì các cái xu hướng, người ta gọi là trend đi qua khi mà các cái thị trường góp vốn, các cái thị trường tâm lý đám đông, người ta nói rằng là bắt buộc phải nộp vào các gói đó. Khi mà giá từ 3.300 bật lên 9.200, có rất nhiều báo chí nói rằng có nhiều người chơi margin đã bán xuống để chọn một cái kênh sụp giá, nhưng mà giá đã không xuống và bây giờ họ đã cháy rất nhiều tài khoản. Và ngay lúc này đây chúng ta đã nhìn thấy giá đang ở vùng 9.073, một trong những mức cản mà chúng ta sẽ nhìn thấy nhắc lại ở vùng 8.471 hay không, hay sự điều chỉnh và nó sẽ chinh phục mức 10.007 ở biểu đồ tuần. Trong biểu đồ ngày chúng ta nhìn thấy lúc này chúng ta ép cái indicator vào trong cái con sóng, chúng ta ép Bollinger Band để chúng ta xem. Giá lúc này đang ở vùng trên của Bollinger Band. Sự xuất hiện của RSI với vùng 67. Chúng ta ép thêm Ichimoku. Sau đó chúng ta nhìn nhận dựa trên cái yếu tố phân tích kỹ thuật để chúng ta xem giá nó như thế nào. Và đây đã là một cái kênh lên thật sự hay chưa? Các vùng điều chỉnh nó vẫn có, đám mây đã dày lên và giá còn tiếp tục điều chỉnh về đường giữa ở vùng 82, sau đó thì bật lên một cách mạnh mẽ hay không. Chúng ta xem ở biểu đồ tuần với cái mốc và giá còn thấp của cái biểu đồ mức tối đa là vùng 19.854. Do vậy giá còn chinh phục ở các cái mốc như là 10.127, 11.777 và đây vẫn được coi là kỳ hưng phấn của giá. Có thể điều chỉnh về vùng 6.610 nếu trong trường hợp thị trường đang đưa lên các cái mốc mà nó có thể chinh phục tiếp theo. Các mức cản tạm thời của giá được cho rằng là nó sẽ tiếp tục chinh phục khi mà các làn sóng, người ta gọi là xu hướng của token đang diễn ra. Ngay lúc này các gói của Bitcoin gần như là ít hơn gói của Ether, nhưng Ether thì lại tăng không mạnh mẽ bằng cái việc mà phát triển của Bitcoin. Giá của Ether chưa vượt qua mức 749, là mức 50% của thị trường. Do đó chúng ta còn nguyên cơ hội đối với Ether. Do vậy xu hướng của token giúp cho chúng ta bắt đầu phải chữ Ether vào để sắp sửa chúng ta có những cái trend mới mà David sẽ tiếp tục làm các video để chúng ta có thể nghiên cứu và chúng ta đưa ra các cái quy trình để chúng ta đầu tư sao cho nó an toàn nhất. Vậy Ether còn nguyên cái phần trăm mà nó tăng lên 50%, tức là vùng 700 đô. XRP còn nguyên phần trăm. Bởi vì sao? Bởi vì Bitcoin đã dẫn dắt thị trường lên cái vùng nửa 50% của cái vùng mức giá tốt nhất. Do đó có thể rằng là gì ạ? Chúng ta nhìn nhận ở các cái tin tức. Còn nhớ trước đây là Bitconnect họ vào thị trường, họ làm thị trường khiến cho cộng đồng và nhà đầu tư lao vào như thiêu thân với những cái giá cả
bất chấp 20.000 hay là 15.000 hay 17.000 mà người ta vào gói, người ta phải mua bất kể giá nào, sau đó nạp vào thị trường để bùng, để thổi cái Bitcoin lên. Và thời gian này chúng ta đã nhìn thấy chắc chắn là nếu trong trường hợp ai được mời chào về các cái sản phẩm token, chúng ta cũng có thể xem xét được là cái sức hút, sức nóng, những hội thảo hàng nghìn người, những cái mã, và thị trường hiện tại nó đang ở vùng 300 tỷ như thế này, thì bất kỳ một cái khối lượng nào đó cũng góp củi tích lửa để trở thành một cái đống lửa lớn khiến cho Bitcoin tăng lên. Và tôi có thể dự đoán rằng là Ether cũng vậy, trong thời gian tới nó sẽ có thể bay lên rất là mạnh, vùng 574 và đặc biệt vùng 841, vùng 621, đó là những cái mà chúng ta còn xem xét. Litecoin cũng vậy, Litecoin chúng ta kỳ vọng 178 và vùng 50% là 252. Đây là những cái mà chúng ta dựa trên cái yếu tố phân tích theo cái tâm lý đám đông. Còn nhìn nhận về phân tích kỹ thuật, chúng ta nhìn thấy ở biểu đồ H1 là trong ngắn hạn lúc này. Ngắn hạn lúc này chúng ta vẫn nhìn thấy các cái cây nến nhỏ li ti được xếp vào cái Bollinger Band nhỏ, tạo ra sideways trong các vùng 137, 136, 134, và nó sẽ chinh phục tiếp ở vùng 144 đối với Litecoin. Các mức cản tạm thời của giá, nếu nó trong trường hợp nó không nhắc lại ở vùng 126, 125 thì chắc chắn là gì ạ? Chúng ta có một cái kịch bản rất là tốt cho thị trường lúc này. Đối với Litecoin, chúng ta hoàn toàn tin tưởng trong ngắn hạn sự điều chỉnh về giá, điều chỉnh về giữa của Bollinger Band và Ichimoku sẽ giúp cho chúng ta có một kênh đi lên, 70% chúng ta sẽ có kênh đi lên, và sự nhắc lại của giá ở vùng 124, 125. Đối với Bitcoin 090, 91, 02, chúng ta nhìn thấy trong ngắn hạn vẫn là một kênh đi lên, giá đang xếp đều, các cây nến xếp đều ở giải trên của Bollinger Band, nó tạo xu hướng đều và cân bằng, khiến cho Ichimoku song song, khiến cho giá có thể điều chỉnh về được giữa của Ichi, sau đó bật lên và nhắc lại ở các cái mốc như là 9405 là một cái mốc chinh phục. Tôi xem ở trung hạn là vùng 4 giờ, giá đã vượt qua ở mức cũ là 9123, và bây giờ chúng ta chỉ còn nhìn lại ở trong cái biểu đồ ngày, khiến cho giá đang ở các cái mốc, ví dụ như là nó cần chinh phục ở mức 9963, mức 9907 thì mới có thể tốt hơn. Do vậy chúng ta đừng nên mua ở các cái vùng cao như thế này, mà chúng ta chờ điều chỉnh. Các vùng điều chỉnh là vùng 8200, 8300, sau đó điều chỉnh lên, và chúng ta có cái khuyến cáo mua ở các vùng 8200. Từ đây chúng ta suy xét đến cái vấn đề Ether, và với rất nhiều các gói có thể làm kích hoạt cái mốc mà Ether nó sẽ bay lên một cách mạnh mẽ. Với các cái hợp đồng contract tốt, do vậy là gì ạ? Token trong thời gian tới, người ta gọi là STO, vẫn có thể phát triển theo một cái xu hướng, đó là vượt qua 261, vượt qua 303 và nhắc lại ở vùng 513. Đây là cái thị trường mà giúp cho một cái cộng đồng người ta phát triển cái hệ thống này và nạp vào rất nhiều các gói. Người ta đang chữ E, người ta đang đổi ra dạng token, và người ta đang thu hút Ethereum khiến cho giá có thể bay nữa. Và đây vẫn là một cơ hội đối với Ether. Và trong biểu đồ dài hạn, chúng ta vẫn có thể điều chỉnh ở các cái mốc là gì ạ? 215, 217 để nhắc lại vùng 300, nhắc lại vùng 400. Do vậy là gì ạ? Chúng ta mua vào ở các cái vùng Ether thấp hơn. Đây là yếu tố quan trọng. Tổng hợp trong thời gian tới thì chúng ta có thể nhìn thấy NEO cũng đang lên một cách mạnh mẽ và giá nó đang rất thấp. Nếu trong trường hợp chúng ta xem ở biểu đồ tuần, NEO cũng là một trong những cái con mà sẽ đi theo thị trường ở vùng 300 tỷ bay lên mạnh mẽ khi mà giá nó vẫn gọi là vùng giá đáy. Chart ngày hôm qua tôi có thể thấy được là cũng có một cái sự biến chuyển lên, cho nên giá bây giờ vẫn rất thấp. Đặc biệt BNB chúng ta nhìn thấy nó hồi phục nhanh nhất, và trong thời gian tới nó có thể lên vùng 64. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta xem xét, mà BNB họ làm thị trường rất tốt. Họ đưa ra các giải pháp đối với sàn Binance, họ đưa ra rất nhiều các yếu tố để chữ, để giúp cho cái cổ phiếu của cái sàn này tốt trong cái việc mà phát hành đồng BNB. Người ta đưa ra rất nhiều các cái mô típ để giúp cho phân tích trong ngắn hạn đối với lại các cái coin như là NEO, EOS 7.05, và vẫn còn nguyên cơ hội trong thời gian tới. Chúng ta còn nguyên cơ hội đối với EOS, NEO, ETC, XRP, Chat và Quitum. Tôi vẫn thiên về các cái coin chuẩn để cho chúng ta có thể lựa chọn. Ngoài ra tôi đặc biệt lưu tâm đến Ether, với cái mốc mà chúng ta
sẽ được mời chào rất nhiều các cái sản phẩm về token. Hãy nhớ rằng chúng ta cần phải xác định rõ ràng cái việc mà chúng ta lướt sóng, cái việc mà chúng ta chớp thời cơ để chốt sao cho cái giá của chúng ta ăn ở trong cái vùng an toàn nhất, tránh trường hợp chúng ta trữ lâu dài và chúng ta khó thoát. Hiện tại các mô hình về token, người ta đưa ra một cái trend mới được gọi là app. App này được lưu trữ Bitcoin hay là Ether và có thể rút ra bất kỳ lúc nào, dựa trên cái việc là gửi đồng tiền chính thức của chúng ta, đó là đồng Ether vào và người ta trả lãi. Cái việc trả lãi này dựa trên cái việc đổi ra một cái token. Khi mà đổi token này có thể hoán đổi một cách nhanh chóng, ví dụ chuyển sang Bit hoặc chuyển sang Ether và rút được ngay. Với một cái điều kiện là nếu trong trường hợp rút ngay thì chúng ta mất 10%, hay là rút trong vòng 30 ngày chúng ta chỉ mất 55%, hoặc là chúng ta rút sau 45 ngày chúng ta chỉ mất 1% phí thôi. Người ta nhắc lại ở trong các cái điều kiện, ví dụ sàn BitTrack, chúng ta nạp Bitcoin vào đó thì chúng ta sẽ được thưởng Bitcoin Cash, giống như một cái mô hình như vậy, khiến cho cái sức hút rất là cao, không còn những cái gói giống như ngày xưa chúng ta làm ICO. Vậy cái lớp sóng này nó khác với lại ICO trước đây, đó là sau vòng 1 tháng chúng ta mới được tất toán, hoặc là người ta trả lãi dựa trên cái đồng ICO mà cái sàn đó cung cấp. Do vậy cái độ rủi ro nó rất cao. Nhưng dạng token này, người ta gọi là đồng STO, được coi như là cổ phiếu của cái sàn đó mà hệ sinh thái nó đưa ra sao cho an toàn. Và người ta cần nhà đầu tư gửi cái đồng tiền chính của mình, đó là đồng Ether và đồng Bitcoin, vào cái app của người ta, được gọi là xu hướng mới đây. Sau đó gửi vào app trong vòng 30 ngày hay là trong vòng 45 ngày hay là trong vòng bất kỳ thời gian nào thì được trả lãi theo một cái dự định. Vậy cái app người ta được gọi là gì ạ? Xu hướng, app và trend. Token này được chia sẻ khiến cho chúng ta sẽ nhìn thấy trong thị trường thời gian vừa qua, trong mục ranking có rất nhiều các mục recently added, có nhiều con, đặc biệt là của China, Malaysia, Singapore, rất nhiều. Có những đồng lên đến 20 triệu vốn hóa trong vòng một ngày. Đó là những token, và những cái token này người ta phát triển dựa trên các app của người ta, và cái hệ thống đó đưa ra rất nhiều các giải pháp để trả lãi. Do vậy chúng ta cần phải nhìn nhận. Thì trong các video này, video tới đây thì David sẽ phân tích những cái token mà David đang phát triển cùng với lại cái hệ thống, cũng như là tìm hiểu đưa ra các giải pháp để cho chúng ta có thể nhìn nhận tốt nhất. Hiện tại thị trường có rất nhiều các cái token, tuy nhiên họ đang phát triển ở các cái giá rất thấp, 0.00x, 0.00x. Và cái volume trong lúc đầu người ta vẫn đang khuyến cáo nạp vào sàn, và người ta chuẩn bị lên sàn rất nhiều. Thì tới đây thì David sẽ phân tích để cho chúng ta nhìn nhận. Tuy nhiên những người trữ đơn thuần, người ta có thể tập trung vào trữ Ether. Tôi thấy những người bạn và những khách hàng bắt đầu người ta quan tâm đến Ethereum. Người ta bắt đầu khởi động lại các hệ thống máy đào, người ta bắt đầu khởi động lại những cái cách để người ta phát triển, người ta đầu tư, người ta lưu trữ. Người ta nhìn nhận Bitcoin mới đã tăng được 50% so với cái giá ban đầu mà nó đạt đỉnh. Thì nay Ether cũng có thể chúng ta kỳ vọng giá đến 700 sớm đây. Đặc biệt là NEO và EOS, chúng ta có thể nhìn thấy giá của mốc 20 và giá của mốc 7 lúc này, nếu trong trường hợp giá tới đây có thể một vài ngày tới nó sẽ lên đến vùng $10 khi mà giá đạt ở các mốc 50%. Và chúng ta kỳ vọng ở CoinMarketCap với cái số vốn hóa là 300 tỷ thì chúng ta đạt được cái mốc là 50% của cái vùng 600 tỷ, 700 tỷ để mà vốn hóa thị trường đối với crypto sẽ tốt hơn. Thì trên đây là cái bản tin phân tích về thị trường, cũng như là phân tích về các cái giá, cũng như là xu hướng. Thì hy vọng rằng một số video tới đây David đưa ra để cho chúng ta tìm hiểu những cái token, để cho chúng ta có được những cái cách để chúng ta nhìn nhận, để cho chúng ta đưa ra các giải pháp. Và dưới cái link của video thì chúng ta có thể nghiên cứu một số các cái dạng token để chúng ta có thể làm việc cùng với David tới đây. Và mọi người đăng ký để có thể chat Zalo 0987732228, và hẹn gặp lại mọi người với những cái bài phân tích tiếp theo. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.